Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái này được này. Nếu mà tao trúng một cái thôi, chỉ cần trúng một cái thôi là tao sẽ có người yêu. Nếu tao trúng một cái thì Noel này tao sẽ có người yêu. Yêu nhau 8 năm, đóng chung một MV. Sự cân bằng như cờ lật. Ủa cái này quen nha, yêu nhau 8 năm, đóng chung một MV. Sẽ tồn đúng không? Hold up. Xin chào tất cả các bạn, mình là Bunker đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thêm mối đi bù phần tiếp theo. Ok, thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký, cũng nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại thêm mối đi bù. Thì tuần này mình cũng diệt khá là nhiều bài, thì không biết là nó có cái gì vui trong tuần này thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu. Let's go. Và chúng ta sẽ cái bài đầu tiên mà nó đã như vậy rồi. Nó trầm cảm chứ. Chết thôi. Tao xin mày. Look at this dude. Wait till you see them. Ok, cho qua đi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái tiếp theo. Đúng là đồ cốc ngồi để giếng. Ủa, người ta ít ngồi để giếng rồi đúng không? Mình không biết ta là cậu ông trời à. Cái này nó hơi bị lái nha. Con cốc là cậu ông trời, nhưng mà ít thì ngồi để giếng mới đúng. Cốc ngồi để giếng cũng được. Nghiến răng. Cái mặt này là cái mặt gọi là gì ta? Nhìn như hentai vậy. Ôi các cậu ơi, đầu óc của các bạn, tâm hồn các bạn bị vấy bẩn rồi. What the hell? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái tiếp theo. Nếu cắt đôi tấm ảnh này của Rorita thì chúng ta sẽ thấy Vegeta bên trái và Goku bên phải. Damn. Ủa, hình như này là Goku hai thằng gặp lại mà đúng không? Vegito rồi đúng không? Thì tất nhiên rồi, hai thằng gặp lại nhìn nó giống là đúng rồi. Trời đất ơi, tôi tưởng gì? Tôi tưởng là thì ra trước giờ thằng Vegeta cắt đôi nó là thằng Goku. Không. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái này meme cũ rồi. Ok, bên này meme mới này. Sao đi? Sao bánh mì của anh không có gì đây? Kệ ăn đi. Không vậy? Má bạn trai đâu mà kiểu má có bạn trai vậy là mát cả lòng, mát cả ngực, mát cả hãng luôn á. Mình sao bạn quen tắt nhạc đi. Vỗ tay. Con của bạn gái này cũng mát lòng, mát dạ, mát gan, mát cả hãng luôn ấy. Ôi ôi, nghĩ sao vậy? Bạn gái thương cực kỳ. Rót ly nước. Anh ăn đi. Phát hiện ra có xúc xích luôn. Thôi kệ mẹ. Cái gì vậy ông nội? Dù gì cũng phải cảm động một tí chứ. Ok, bạn trai của năm đây rồi. Được. Ok. Đúng rồi, thời buổi 2021 rồi. Suy nghĩ của mấy thằng đực gựa, mấy thằng mà sẽ không có bạn gái con nha. Tiền bố mày làm ra thì tất nhiên bố mày phải ăn, bố mày phải xài và bố mày phải giấu chứ. Tàn. Ok, bạn trai. Cái gì đây? Jojo phiên bản Thanh Gươm Diệt Quỷ. Mù mắt ơi. Chúng ta đã làm nó tự hào vãi.
rất là vất vả. Xong rồi một người thợ đi, bà mấy người thợ mà đi lấy mật ong xong. Yo bro, mày vậy? Yo bro, sao lại? Cái này kiểu làm, kiểu gọi là đúng là không làm mà muốn ăn luôn. Thì bù siêng năng. Cái bỏ không làm mà ăn. Không, cái này phải thả buồn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến. Tôi đã hoàn thành bùa chú tình yêu rồi. Vậy cô dự định bỏ bùa ai chưa? Bản thân tôi. cái này đó là một cái rất là ý nghĩa nha mọi người. Kiểu đây là một cái meme 2021 rồi. Thời đại này rồi, yêu bản thân mình trước, mọi người hiểu không? Kiểu đừng có gọi là gì ta, hy sinh tất cả vì người mình yêu mà gọi là yêu bản thân mình trước. Đó, người ta mới thương mình, người ta mới thương mình lại được. Có một câu hay lắm, từ từ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với lại đây là Săn Tóc Đỏ. Cứu Luffy, Luffy gì mà béo dữ vậy? Nên là mất một cánh tay. Thật là vĩ đại. Thật ra thì anh chàng này thì chắc là một số anh em trong cái group này hay là trong video này cũng biết là ai rồi đúng không? Đây là thanh niên mà hay cũng chạy làm mấy cái quảng cáo mà bựa của Thái Lan á. Thì hôm bữa mình đi coi phim gặp có thấy ảnh anh cỏ một lần. Thì ảnh đóng cameo, gọi là đóng vai quần chúng một cái bộ phim đó. Mình mới nhận ra là thì ra là anh chàng này chắc là cũng là người có tầm ảnh hưởng, hoặc là người gọi là người nổi tiếng kiểu vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái này được này. Nếu mà tao trúng một cái thôi, chỉ cần trúng một cái thôi là tao sẽ có người yêu. Nếu tao trúng một cái thì Noel này tao sẽ có người yêu. Mày lại cút đi. Tao cút đi. Bơm mày. Ok bro. Ok được. Rất nể những đứa không ăn sáng mà chịu nổi 5 tiết không. Thì nó là cái loài gì chứ không phải loài người. Thì thằng này chui cống. Đích thị là imposter. Really nigga? Sakura-chan, có phải em đấy không? Woo! Bát bây giờ tào lao, hơi lắc. Tôi tắt đèn đúng cách. Ok, chắc là mình sẽ mở to cho mọi người coi. Nhưng mà nó bị cắt qua cái phần kia. Nó ở cái tầm là. Tôi nói cho các ông nghe nha. Hình như mèo nó là một cái loài gì á. Khi mà các bạn ném nó tới mức nào đi nữa, kiểu như là các bạn ném nó lên cao, thì khi mà nó tiếp đất á, thì hai cái chân nó sẽ tiếp đất. Các bạn để con mèo nó ở gần mặt đất, gần thôi nha, sát mặt đất thôi, kiểu là chỉ cần buông ra cái là nó đụng liền. Nhưng mà vừa buông ra cái là nó để hai chân nó xuống liền. Kiểu mèo là một cái giống loài gì đó, nó không phải của thế giới này. Làm đi. Yeah, bắt chen. Yeah. Tôi không sợ bánh, tôi không sợ bánh kem bay vô mặt nhỏ, mà tôi sợ cái muỗng á. Ủa, cái bóc cái là gãy mẹ gan luôn. Hơi lỗi tí. Hơi kiếm nhã. Hơi khẳng nhã tí, xin lỗi mọi người. Luôn đối xử tốt với người mình yêu như một công chúa. Ok. Kiểu bạn gái nó kiểu the fuck. Ôi, hy sinh cái kệ luôn mọi người. Cho ăn hỏng. Meanwhile. Ok. Khi iWiiU cực chơi game khiến chủ quán phải khóc thét chắc nhẽ bên trong là iPhone 12.
này, nhưng mà chắc dễ bên trong là iPhone 12. Lỡ cái clip này nó chỉ là tròn hay sao? Mới lỡ nó là gì ở trong chổng là bông gòn hay là sao? Đâu biết được. Cuộc sống mà. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ đến với lại mấy cái máy nghiền à. Thôi coi, chắc là có bữa khác coi nhé mọi người. Anh ấy 55 tuổi, còn tôi 22 tuổi. Chúng tôi cách nhau 33 tuổi, nhưng chúng tôi yêu nhau được 6 năm rồi. Suy ra là 22 trừ 6 là 16 tuổi. Vậy là ông này là ông này lúc 49 tuổi, lúc mà thằng này 16 tuổi và ông này lúc 49 tuổi thì đã yêu gặp nhau và yêu nhau. Thì lúc đó thằng này 16 tuổi thì có nghĩa là bị ấu 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 gì ta ấu shit. Tự nhiên 2021 rồi lại có cái thành phần gay à? Gay thì sao? Gay cái mạng người ta hiểu không? Gay nó không có, nó cũng là một cái gọi là một cái giới tính bạn ơi. Gay nó không có gọi là đá bát cơm hay là làm gì gia đình bạn hết đó. Gay cũng là con người, nhưng mà vấn đề ở đây là thằng này nó chưa đủ 16 tuổi và gay nó cũng không có gọi là có lỗi. Bạn kỳ thị đúng không? Đúng không? Thì đó là chuyện của bạn đúng không? Thì mọi người mọi cách sống mà. Thì nếu mà bạn không cùng quan điểm với tôi thì chúng ta không cần đẳng cấp cái kiểu vậy. Ừ. Thật ra thì mình thấy chúng ta không nên kỳ thị những người gay, các bạn hiểu không? Ừ. Kiểu vậy. Ừ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua yêu nhau 8 năm đóng chung một MV. Sự cân bằng như cờ là ủa cái này quen nhỉ, yêu nhau 8 năm đóng chung một MV Sơn Tùng đúng không? Yêu nhau 8 năm với lại Thiều Bảo Trâm đóng chung một MV với lại Hải Tú. Sự cân bằng. Thực ra nè, mình nói luôn tại mấy anh em nó rầm rồ cái vụ này quá. Mình cảm thấy là nó ảnh hưởng cái new face của mình đó. Ừ. Tại vì mấy cái trang mạng mà kiểu nó muốn đăng, nó đăng một lượt là cái gì nó giống như này, nó giống như là một cái bánh kem hay là một cái miếng mồi á. Các bạn quăng một cái là mấy con cần cờ nó bay vô nó đớp. Má trang này đớp xong cái là đem nó share liền, đớp đem nó share liền. Nó nên là đâm ra là mạng xã hội nó lan truyền rất là nhanh mọi người hiểu không? Thì cái vấn đề là người ta yêu sao đó là chuyện của người ta. Và người ta ngoại tình hay không, người ta tiểu tam hay không, người ta trà xanh trà không độ gì đó, đó là chuyện của người ta. Và sau này nhân quả sẽ không chừa một ai cả. Ok. Ok. Đấy, thứ nhất. Rồi, thứ hai là mình xin nhắc là mình không phải là mình nhiều chuyện hay mình xin si gì đây. Mình chỉ nói vậy thôi. Còn ai nghe thì nghe, không nghe thì cũng đừng chửi. Tại vì chúng ta không cùng quan điểm á. Thì đừng có khóc thuê giùm ta. Mình biết là người kia gọi là gì ta, cộng đồng mạng chỉ trích nhiều lắm. Thì sau này họ sẽ bị quả báo. Cho nên là chúng ta không tới phiên của chúng ta đâu. Sau này các bạn có thể chửi, các bạn có thể cười một cách gọi là thỏa đáng, nếu mà mọi chuyện nó minh bạch. Còn bây giờ thì theo mình thấy là mọi chuyện nó chưa có rõ ràng gì cả. Còn bên phía thực ra thì công nhận là cộng đồng mạng moi ra cũng dữ thiệt, moi tính gọi là mọi ngõ ngách luôn. Cho nên là chúng ta cầu xin cộng đồng mạng có gì tha cho tôi cũng không có không có sân si gì đâu. Có gì tôi xin lỗi. Đấy, cho nên là cứ để mọi chuyện này. Đôi khi nha, có lẽ nào chúng ta bị dắt mũi thì sao, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nên là cái thứ nhất là mình được học, mình học một cái bài học gần đây, không phải gần đây, là đừng bao giờ xí chuyện, xí mũi vào, xí mỏ vào chuyện của người khác. Ừ. Còn này thì công chúng công khai minh bạch thì chắc chắn là sẽ có nhóm anti, rồi sau đó thì cái nhóm anti đó sẽ chuyển thành cái trang gọi là bán đồ ăn hay là trang livestream đồ kiểu đó. Nên là đừng để cộng đồng mạng dắt mũi. Nói chung là cái cộng đồng, cái mạng xã hội này thì đừng để mạng xã hội nó dắt mình. Nên là chúng ta phải bỏ qua những cái mà tiêu cực đi, bỏ qua những cái mà gọi là thù ghét đi, chúng ta cứ vui vui vẻ vẻ thôi. Ừ, mấy cái vấn đề drama đồ các bạn lướt qua không được. Ừ, các bạn coi rồi các bạn biết thì thôi, cũng đừng nói nhiều. Tại vì càng nhiều cái gọi là nhóm lửa thì nó càng lớn, mọi chuyện nó đi nó sai sự thật hết, đôi khi chúng ta không biết đúng không? Ê, nên là chuyện của người ta, kệ người ta đi. Còn bây giờ thì chắc là video cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như vào chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, peace.